Chào mọi người, mình là Trung. Mình đang quay cần câu bên kênh cần câu Nhật Bãi nha mọi người. Số điện thoại liên hệ của kênh bán hàng cần câu của mình là 0786555599 nha mọi người. Đây, hôm nay mình có 10 cái cần nè. Đấy. Rồi, giờ trước tiên là mình sẽ giới thiệu qua từng con, đánh số từng con cho mọi người dễ lựa chọn nhé. Cần đầu tiên, cái cần này. Này. Cần này thì nó nguyên cây nó như thế này nha mọi người. Nó chỉ có một đoạn như thế này luôn, nó không rút cũng không chưa đoạn luôn, nó một cây thẳng như thế này nha mọi người. Đây, mọi người coi một hình luôn này. Mình đưa từ dưới lên trên cho mọi người coi. Đấy. Cái này carbon nha mọi người. Này. Cái cần này cần máy nằm nha mọi người. Đấy. Đấy, cần này cần máy nằm. Đấy, khuyên đầy đủ nha mọi người. Đấy, khuyên đầy đủ còn đẹp luôn. Cái cần này còn rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Còn rất là đẹp. Đấy. Pat Fuji này. Đấy. Đấy. Cái cần này nó dài 1m95 nha mọi người, dài 1m95. Cái đột của nó thì có đường kính là 1,7 ly. Đột của nó đường kính 1,7 ly. Cây này cây số 1. Số 1 nha mọi người. Số 1. Cây này bán 740.000. 40.000. Cây này cây carbon nha mọi người. Đấy. Cần carbon. Đây này. Đây này. Máy in da băng nha mọi người. Đấy, cần số 1 740.000 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 2 này. Cái cần này thì nó cũng nguyên một đoạn thôi. Nó dài 1m9 nha mọi người. Dài 1m9. Cái đọc trên cùng của nó thì có cái đường kính của cái đọc là 1,7 ly. Cái cần này cũng cần máy nằm nha mọi người. Cần máy nằm Pat Fuji này. Đấy. Khoan khuyên còn đẹp hết nha mọi người. Khoan khuyên còn đẹp hết. Này, đọc này. Đấy. Không hề bị hoang dĩ luôn. Đấy. Cần cũng rất là đẹp. Đấy. Dài 1m9. Đọc tên của nó có đường kính là 1,7 ly. Đấy. Cái này cái số 2. Số 2. Cái này dùng máy nằm, chuyên dùng máy nằm nha mọi người. Đấy. Cái này số 2. Cái này mình bán 500. Số 2, 500 nha mọi người. Mình nói, tiếp tục nói lại với mọi người luôn, là hàng mình đều là hàng bãi Nhật nha mọi người. Cho dù là có xuất xứ China hay Korea, Indonesia, Thái Lan hay là Taiwan thì tất cả đều xuất sang thị trường Nhật, dùng ở thị trường Nhật nên mọi người yên tâm về chất lượng của sản phẩm, nó đạt tiêu chuẩn của thằng Nhật hết nha mọi người. Đấy, nó chẳng qua là nó chỉ đặt nhà máy ở nước khác, sản xuất xong rồi nó nhập về lại Nhật thôi nha mọi người. Đấy. Bát Fuji này, bát trượt nha. Cái cần này cũng cần máy nằm nha mọi người. Đấy.
Viên còn ok. Đấy, cái cần này dài 1,4 m, cái đọt trên của nó có đường kính là 1,2 ly nha mọi người, 1,2 ly, dài 1,4 m. Cái cần này, cần này cũng cần mấy năm này. Cái này cây số 3. Số 3. Cái này bán 330.000. Số 3 330.000 nha mọi người. Tiếp theo cái này cũng là cái cần mấy năm đấy. Đây, mọi người. Cái này dài 1,82 m, dài 1,2 m. Cái đọt của nó trên rất là to nha mọi người, đọt trên của nó có đường kính tới 2 ly 2 lận, 2 ly 2. Cái cần này còn rất là đẹp. Bộ khuyên nó còn nguyên nha mọi người. Bộ khuyên nó còn nguyên. Cần này cần là số 4. Số 4. Cái cần này hình như cái cần số 4 này để mình coi thử. Số 4 này 500 nha mọi người. Số 4 500, dài 1,82 m. Dài 1,82 m. Cái đọt trên của nó rất là lớn, đọt trên của nó tới 2 ly 2 là 2 ly 2. Tiếp theo coi còn cái cần máy nằm nữa không. Đây, đây toàn là cần máy đứng thôi. Đây nha mọi người. Tiếp theo, cần tiếp theo. Nào. Đây. Daiko, cần Daiko nha mọi người. Đây, bát Fuji này. Đây. Cần Daiko. Đây. 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 Những cái cần máy đứng á thì những cái cần máy đứng thì cái khoang của nó càng về sau nó sẽ càng rời xa cái cần nha mọi người. Còn và cái khoảng cách giữa các cái khoang cái khuyên thì nó thưa hơn so với cần máy ngang nha mọi người. Cần máy ngang máy nằm thì nó sẽ xích hơn và nó cái khoang nó sẽ bám sát vào cái cần hơn. Đấy. Nè, đọc này. Khoan vẫn còn ok hết. Cần nguyên vẹn và rất là đẹp. Đấy. Cái cần này dài 1,82 m. À, cái đọt trên của nó là 1,9 ly. Cái cần này cần số 5. Số 5 này bán 450.000. 450.000 nha mọi người. Số 5, 450.000. Tiếp theo. Này. Số 6. Này. Càng này Shimano nha mọi người. Shimano. Shimano nhưng mà made in Korea nhé. Shimano made in Korea. Đấy.
Đấy, cây cần nó dài 1m82. Cái đọt đỉnh của nó có đường kính là 1,8 ly. Đọt đỉnh của nó có đường kính 1,8 ly nha mọi người. Khoan còn đầy đủ. Đây, khoan còn đầy đủ nha. Còn đầy đủ, ok. Đây. Bát. Đây. Càng này càng số 6 Shimano. Càng Shimano nha mọi người, Shimano. Đây, cái càng này bán 550 Shimano, 550. Dài 1m82 nha mọi người. Rất là cứng, những cái càng này rất là cứng cáp nha mọi người. Tiếp theo cái này, cái này thì Made in Thailand này, Made in Thailand này. Cứng hai line này, độ cứng cao này. Đấy, cái hiệu gì đây? Khoan còn đầy đủ nha mọi người. Nếu có bẻ gãy gì thì mình sẽ báo với mọi người. Cái gần này dài 1m82, cái đọt đỉnh của nó có đường kính là 1,8 ly. Made in Thái Lan. Đây này, cây số 7. Cái này mình bán 450.000. Số 7 450.000 nha mọi người. Này, tiếp theo, cái gần này. Này. Cái cần này cũng cần máy đứng nha mọi người. Đấy, mọi người cứ thấy cái khoan dần dần nó xa dần cái cần là mọi người biết à. Càng vào trong là càng xa dần cái cần. Đấy. Rất là cứng cáp nha mọi người, cứng lắm. Đấy. Cái này dài 2m05 nha mọi người, dài 2m05. Cái đọt đỉnh của nó có đường kính 2,1 ly lận, 2,1 ly. Đây là cây số 8. Số 8. Cây này bán 490.000. Số 8 490.000 nha mọi người. Tiếp theo. Này, cây này tiếp tục. Tiếp theo cây này. Đấy. Cái này dài 1m8, cái đọt đỉnh của nó tới đường kính tới 2,2 ly lần đó mọi người, rất là cứng cáp. Đấy, rất là cứng cáp nhé. Hiệu gì đây? Đấy. Cái này thì Made in Philippines. Đấy, cần này carbon nha mọi người, cần carbon Made in Philippines. Đấy, cần này thì cần máy đứng nha mọi người. Đấy. Khoan còn đầy đủ nhé. Cần dài 1m8, cần carbon dài 1m8, đường kính của cái đọt đỉnh đó là 2,2 ly, rất là cứng cáp này. Đấy. Sản xuất tại Philippines, xuất sang thị trường Nhật nha mọi người.
Cái này cái số 9. Số 9 này mình bán 650.000. Số 9 650.000 nha mọi người. Tiếp theo cái gần số 10 này, cái gần số 10 này này, cái gần số 10 này nó dài 2m4 nha mọi người, dài 2m4. Cái đọt đỉnh của nó có đường kính là 2 ly, đọt đỉnh của nó có đường kính 2 ly. Cái cần này thì là cần 2 đoạn, cần 2 đoạn đấy. Nhưng mà lúc nãy mình có ráp vào, mình đãi vào thì cuối cùng nó cứng quá, mình rút không ra được. Thật sự là mình rút không ra được. Mọi người có cách nào rút nhanh hơn thì chỉ mình với nhá. Còn hiện tại là mình rút không có ra được, nên mình để nguyên như thế này luôn đấy. Nên mình cũng không đo được là rút ra là nó ngắn lại được bao nhiêu nha mọi người. Hiện tại là nó đang dài 2m4 đấy, 2m4. Khoan của nó còn đầy đủ nha mọi người. Cần thì rất là mới đấy. Cần 2 đoạn nha mọi người, 2 đoạn nhưng mà mình không rút ra được. Đấy, chỗ này nè, cứng quá mình rút không ra. Đấy. Dài 2m4. Dài 2m4. Cái độc đỉnh của nó có đường kính là 2 ly. Cái này cái số 10. Số 10. Cái này 450.000. 450.000 đấy, 450.000 nha mọi người. Rồi mình video này mình chỉ có 10 cây cần đấy thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giùm mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người đấy.